là homestay Hoàng Hầu ở bản Cát Độc Giếng nha. Đây nhà sàn gỗ, đây là nhà ăn ở dưới, rất là đẹp. À, kế bên một cái dòng sông rất là thơ mộng. À, cái homestay này thì một đầu khách khoảng chừng 100 ngàn thôi. Và cái thời điểm vào đến Ngọc Chiến thì phù hợp nhất là khoảng cuối tháng 9 và đầu tháng 10. À, kết hợp với một cái điểm tham quan đó là mùa can trải, mùa lúa chín. Đây mình quay cái cảnh toàn một cái homestay này, ngủ trên nhà sàn gỗ nha. À, rất là mát mẻ, sạch sẽ. Ở đây nó có cái ba cái bungalow phòng riêng. Đây là có phòng khép kín nè, nó 3-4 cái phòng khép kín và cho những cặp vợ chồng. À, phòng đây là 400 ngàn một phòng nè, rất là sạch sẽ nha.